Vâng, mình kính chào quý cô chú về ha. À, chú Sử đến biến mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh đúng không? Phải chú Sử không? Không không. Ông bịt mặt rồi. Dạ khuôn áo vàng, kính chào cô chú. Các em nha. À, quý cô chú anh chị. Ổng cho ai nữa nè. Chạy gì đâu nữa chú ơi. Đó. Đây ông bịt mặt đây nè. Trời ơi, nhìn cái là biết liền. Không bao giờ chạy thoát được. Không thông tin rồi. Đó. Thấy cặp mắt là biết liền. Sao biết? Chú biết gì biết trời. Biết liền. Ô anh là sao với chú Sử? Không có gì, không có gì hết trơn. Có có. Không có gì hết. Hồi sáng là hình như là thấy chú Sử là thắp hương ở dưới nhà của chị Long đúng không? Cái nhà của Năm chứ không phải nhà của Long chưa. Nó đúng rồi. Chơi cho nhà của cháu mình trước. Năm để làm để cho nó. Đó. Đây mua trái cây luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi có hoa luôn nè. Ngọc ơi. Chú Sử lên. Hồi sáng ghé nhà của Hải không hay luôn hả? Không hay luôn. Trời ơi, Hải này không hay luôn trời. Trái cây để dưới đây nè. Trời ơi, hồi sáng mới nói sáng buồn chú ơi. Trời ơi, chú Sử lên thăm cậu Năm hai cô chú anh chị ơi. Để Rồi. Trời, ông khóc luôn rồi kìa. Khóc luôn rồi chú Sử. Khóc luôn rồi kìa. Sử khóc luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Sao khóc với chú? Chú Sử khóc luôn rồi cô chú chị ơi. Chú Sử khóc luôn rồi quý cô chú chị ơi. Khóc luôn rồi. Khóc luôn rồi. Chú mua trái cây quá trời. Đi thả đến quá đông luôn rồi kìa. Chú khóc luôn quý cô chú chị. Khóc quá trời khóc luôn. Ồ có khán giả đến nữa kìa. Đông quá. Sao mà khóc với chú? Chắc là lâu lên mộ chú Vũ Linh quá cho nên là nhớ hay sao? Xúc động quá. Anh là giống anh Hải quá ha. À giống. Nhưng mà hơi hơi ấm hơn anh Hải tí. Nãy tôi đứng đô hơn. Anh này thích ăn hơn Hải. Lấy cái bình anh Ngọc đổ kìa. Anh Ngọc ơi, anh Ngọc. Không có bút ra luôn á anh. Gịch là gịch mạnh luôn một cái một á là nó sẽ ra. Gịch là gịch mạnh luôn một cái một là nó ra nó không có đứt bông. Tính gì ta? Vậy ha. Bà con của bác đến luôn ha. Quá trời đẹp rồi. Trời xíu. Đấy là chút xíu của mình. Cái miệng bông lời vậy. Dạ. Dạ đó bình bông. Thôi để em cắt bớt. Cắt bớt. Rồi cắt đi cho chú thử lại tâm sự cậu đấy. Sự lên khóc nức nở luôn quý cô chú anh chị. Chắc là lâu quá không đến mộ chú hay sao. Xúc động quá. Đông luôn ha. Thôi. Ngại nó đá cái cục gạch. Chú Tử tới mà Hải nó không hay luôn.
vô sạn cúng cơm cho cậu. Nó không hay luôn. Đang sạn cúng cơm nó ngồi coi. Cho cậu năm buổi trưa nè. Đó nè, hai anh em sẵn cúng cơm cho cậu nè. Hôm trưa mà chú Sử lên đâu biết. Để tạm trên đây máng máng bên đây nè. Có khán giả bên kia tới luôn luôn luôn. Chắc là ở cậu năm từ tiếng chị lâu lắm rồi. Nay chú Sử là bận nguyên cái tông cán luôn ha. Tông cán luôn. Chú Sự đem dưa lứ nè, rồi trái cây rồi đến ha, vừa lại vừa khóc luôn quý cô chú chị. Chú Sự tâm sự với cậu nè. Chú phải sống gì? Còn sao chú? Nhớ quá chịu lỗi. Nhớ quá chịu nổi nè, nè chú. Không nổi. Chú thử nhớ cậu hả? Lúc nào về cũng có anh. Về nó còn anh luôn. Rồi, chú thử nhớ cậu chú khóc. Cầm giùm em cái. Hôm qua lấy giùm cho chú thử mấy thằng giấy này ba. Không có cho khóc luôn ha, quên đi chung. Chữ là mấy người quá khóc rồi, chữ là mấy người quá khóc rồi, chữ là khóc quá trời nha, chữ là mấy người quá khóc rồi, chữ là mấy người quá không phải không về đâm ảnh nữa cái nhà lu quá rồi không về tù quá ở quận 7.